Có gì em không thích ở người bạn trai không? Em không thích người bạn trai là tập gym, nhìn cơ bắp cuồn cuộn, nhìn em cảm giác như là giống như con vượn vậy á, em sợ. Trời đất ơi, người ta cơ bắp cuồn cuộn mà nó giống như con vượn. Dạ. Mời em gái giới thiệu về mình trước đi. Em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả và chào anh Minh Kỳ Rào ạ. Em tên là Tống Thị Ngọc Tuyền. Em 28 tuổi nhưng mà trong giấy khai sinh em chỉ có 26 tuổi thôi. Em hiện tại là đây là nhân viên bán thuốc, quê em ở Đồng Tháp ạ. Mời bạn trai giới thiệu về mình đi. Lời đầu tiên xin gửi lời chào đến ban tổ chức chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, MC Quyền Linh, chào em. MC Cát Tường, chào toàn thể quý vị khán giả ở trường quay. Em là tên là Anthony William Hồ. Cái gì? Anthony William Hồ. Yes. Anthony William Hồ. Tên Việt Nam là Lâm Văn Hổ. Là công việc của em á là chăm sóc mảng về lớp xe. Anthony William Hồ. Tên là Hổ. Quê ở đâu em? Quê em ở Trảng Bàng Tây Ninh chị. Trảng Bàng Tây Ninh. Dạ, nhưng mà hiện tại là em đang sinh sống tại quận 12. Công việc của em thì tối ngày thì chỉ có đi thị trường với lại gắn bó với những cái mỏ với lại lớp xe rồi không, nên bởi vậy là khi mà tìm kiếm mối quan hệ nó cũng hơi hạn chế. Mỏ gì em? Dạ mấy cái mỏ với như mỏ than, mỏ đồng rồi cả thứ á chị. Nhưng mà tự nhiên sao em có cái tên lạ vậy? Ai đặt cho em cái tên kia vậy? Là do là bên của sếp của em là ông Gem với lại ông Martin luôn nói là làm thị trường với lại bên của mấy công ty khác cũng như là bên nước ngoài thì bắt buộc phải có một cái tên là của ngoại quốc một chút xíu, nghe cho nó Tây Tây, mà em cũng Tây Ninh nữa nên mới vậy chọn luôn cái Anthony. Ưu điểm khuyết điểm của em là cái gì? Dạ, về phần ưu điểm với lại khuyết điểm của em á thì em nghĩ là ưu điểm với khuyết điểm của em hai cái nó là một. À tại vì là khi mà em làm việc cái vị á thì em cũng có một cái quan điểm là làm hết mình, khi mà hoàn thành công việc thì xong thì thôi. Nhưng mà đôi lúc mà làm việc á thì em cũng có hơi khó tính một chút xíu với lại mọi người, là em muốn cái công việc em phải kết phải hoàn thành cách hoàn hảo nhất. Khó quá, người ta nói là ông nó khó ưa lắm, làm việc mình phải ra làm việc, anh cũng vậy đó không, anh cũng hay quạ quọ trong lúc làm việc coi như là ưu điểm cũng khuyết điểm luôn á ha. Dạ dạ. Rồi bạn gái, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Em là vui vẻ, hòa đồng, biết chia sẻ và thông cảm ạ. Còn khuyết điểm của em là nhát, sợ gặp người lạ lắm ạ. Người khác nói lớn tiếng á hay làm cho em giật mình, cho nên là đó là cũng là khuyết điểm của em ạ. Đó rồi, nói lớn tiếng là em giật mình hả? Dạ. Chung là hơi yếu đuối, cái gì cũng sợ. Dạ, chứ không? Tại vì tính của em là hơi bị mềm mỏng, nhỏ nhẹ. Sợ bạo lực, đúng không? Dạ. Rồi, cái tình trường của mình là như thế nào? Em trải qua hai mối tình. Mối tình đầu tiên á là mới cho người đó cơ hội thôi. Mối tình thứ hai là em quen người đó cũng được 2 năm. Xong rồi người đó đi hợp tác lao động nước ngoài, rồi có người khác, thế là chia tay. Trời ơi buồn. Dạ. Vậy là đi rồi đi luôn đó, xa mặt cách lòng luôn đó. Dạ. Thôi chuyện buồn bỏ qua. Bạn trai, họ có bao nhiêu mối tình? Tình trường của em thì em cũng có được 2 mối tình. Mối tình đầu tiên của em là thời sinh viên. Thật sự là 2 mối tình của em đều kết thúc hết là do là thứ nhất là tuổi trẻ, cái thứ hai nữa là năng lực tài chính của em lúc đó nó chưa có được đáp ứng đủ cho cái gia đình của phía bên của bạn nữ. Bây giờ là công việc ổn định, kinh tế ổn định chưa? Dạ, nay là công việc giống như là kinh tế ổn định rồi, nên bây giờ là em cũng muốn tìm cho mình một nơi để cho mình làm xây dựng một cái tổ ấm. Với lại một phần nữa là mấy đứa bạn của em đấy, nó nói em ế quá. Lý do em có biết không? Hàng ngày em chỉ có cái công việc và đi lên mỏ, đa phần cái mối quan hệ của em đó là tiếp xúc với lại nam là chính. Mình sẽ tìm một người yêu lý tưởng như thế nào hả bạn gái? Dạ, thứ nhất là trung thực, không lừa dối. Thứ hai là người có bản lĩnh. Về ngoại hình em muốn người như thế nào? Da ngăm ngăm giống như là ca sĩ Đăng Nguyên, nhìn men. Da này ngăm luôn á, ngăm luôn, ngăm đen luôn. Tụi như than được không em? Quảng Ninh đó. Em không thích mẫu bạn trai như là râu quai nón, nhìn theo cảm nhận của em là nhìn dăm dăm sao đâu á, em không có chịu. Cái gì? Râu quai nón sao? Nhìn có vẻ dăm dăm cho nên em không chịu ạ. Của mấy người râu quai nón là dăm hả? Dạ. Mấy người râu quai nón người ta hiền lắm á. Bên đây không có râu quai nón mà có một cái râu nhỏ nhỏ. Em nhớ Hồng Tơ không? Dạ nhớ. Đó, anh có râu vậy có sao không? Dạ không sao. Râu tài đó. Râu đó là râu tài được anh. Dạ. Rồi. Có cái gì em không thích ở người bạn trai không? Em không thích người bạn trai là tập gym, nhìn cơ bắp cuồn cuộn, nhìn em cảm giác như là giống như con vượn vậy á, em sợ. Trời đất ơi, người ta cơ bắp cuồn cuộn mà nó giống như con vượn.
Khổ ghê, tao tập gym cho có sức khỏe em ơi, tao mới che chở bảo vệ em được. Có bụng hơi phệ phệ tí xíu thì cũng được. À, thích bụng phệ hả? Dạ vừa thôi anh. Vừa phệ thôi. Dạ. Hói thích không? Ừ, em không thích hói đâu. Cao khoảng 1m65 trở lên là được ạ. Không thích tóc xoăn giống như người châu Phi ạ. Cái gì em cũng không thích thì hói. Dạ, đó là lý do vì sao mà em khó có thể tìm được một người hợp với nhãn ý của em ạ. Xoăn cũng không được nè, hói cũng không được. Xin giới thiệu với em Anthony William Hổ. Không có những gì mà em không thích hết, chỉ có chút xíu hầm râu thôi. Đại diện nhà trai Lulu Linh xin xác nhận. Cái gì Lulu Linh là gì? Cũng có tiếng nước ngoài vô Lulu Linh. Ủa, Lulu là con chó mà. Thế lộn tên rồi. Anh thì cũng có đôi lúc có xí tào lao đó em. Gì? Có tào lao nữa hả? Có tào lao. Tại vì công việc thì nó cũng có nhiều cái nó bị áp lực, nhưng mình muốn làm cho mọi người có một cái không gian là luôn luôn nở cái nụ cười hết. Để cho nó vui đúng không? Thì cho nó vui. Ừ. Nhưng mà lúc mà mình làm cho mọi người vui quá thì hả? Tao nói mình tào lao. Tao nói mình tào lao. Nói tăng tào thôi, có tào lao gì đâu. Dạ. Rồi bây giờ em muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Em thì bây giờ hiện tại em muốn tìm một mẫu người bạn gái. Lúc nãy là em có nghe bạn nói là bạn làm bên phía bên dược. Cái nghề đầu tiên của em là khởi đầu bằng dược. Nếu như mà bạn gái ở bên kia là có kỹ năng bên dược thì sau này em có thể hỗ trợ cho bạn để phát triển cái ngành dược lên nhiều hơn. Mở cái tiệm thuốc bán ha. Dạ. Em có thể mô tả chi tiết mà người yêu em muốn như thế nào? Em cũng không có cầu kỳ là bạn đó phải quá đẹp, quá xinh hay gì hết. Với một cái nữa là hiểu chuyện. Bao lâu nữa thì em lập gia đình được? Càng sớm càng tốt. Sớm là bao lâu nữa? Thì trong năm nay cũng được. Năm nay em đã sẵn sàng mọi thứ hết. Sẵn sàng hết mọi thứ rồi, em cũng tự tin. Rồi. Dạ. Điểm gì em không thích ở người phụ nữ? Đụng cái gì cũng càm ràm. Không thích càm ràm. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Anh thấy cô con gái cũng rất là dễ thương. Cái như cụ thể em muốn là cái hình dáng người con gái thế nào? Tả coi bên đây có giống không? Nếu như mà chiều cao thì khoảng 1m60 là ok. Trên dưới cũng được, không sao. Được rồi, ngon. Dạ, vui tính, dễ thương, rất vui. Em không có quan trọng là tóc dài hay tóc ngắn, có một chút cá tính thì ok hơn. Có. Dạ. Thích dáng người như thế nào? Em nghĩ là giống như chị Cát Tường là ok nhất. Cảm ơn em. Dạ, không có, tại vì chị Cát Tường là hội đủ đầy đủ hết các tố chất của người phụ nữ của Việt Nam mà. Cuộc đời tôi lần đầu tiên tôi nghe. Rồi bây giờ mình hỏi kiến người thân đi. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với chị ruột của em ạ. Rồi cho chị gặp chị ruột của em nha. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Và em chào quý vị trong trường quay. Em là Mỹ Duyên, là chị của Ngọc Tuyền. Thì đến tuổi cũng cập kê rồi, cũng lập gia đình để cho nhà cũng an tâm. Hôm nay nếu mà anh Quyền Linh và chị Cát Tường tác hợp cho hai em được thành công, gia đình em cũng cảm ơn anh chị. Nhận cái đầu heo ha. Dạ. Chị thấy bạn trai như thế nào? Ngoại hình thì cũng được. Dạ em cảm ơn chị. Khỏe. Nếu mà em thích thì em cứ tìm hiểu thêm. Thì chị là gia đình thì chị chỉ nhìn thì nói chung là cũng được. Rồi cảm ơn chị. Sao đi với ai? Em hiện tại là em đi với lại hai người bạn thân, với lại một người đồng nghiệp của bên của công ty ạ. Rồi mời đại diện bên nhà trai. Dạ em chào chị Cát Tường và anh Viên Linh ạ. Chào em. Chào trường quay, tất cả mọi người ở trường quay. Em là Bích Trâm, bạn của Hổ ạ. Vậy hôm nay em nhìn nhận hai bạn này như thế nào? Dạ đối với bạn gái bên phía này ạ, mình thấy cũng xinh. Em thấy bạn nữ với lại Hổ thì hai người cũng rất là, nói chung là nhìn ở bề ngoài thì rất là hợp. Còn về tính cách đó thì em thấy bạn nữ ở đây rất là thân thiện và rất là vui. Thì cho nên là trước mắt thì thấy hai người nên cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu đi. Rồi chuyện gì đến thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm. Rồi cảm ơn em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kéo rào ra nha, để cho hai bạn trực tiếp trò chuyện với nhau. Kéo rào. Hôm nay anh đến đây có một món quà để gửi tặng cho em. Cái này tượng trưng giống như là cái móc khóa là gửi trái tim của anh đến cho em, hy vọng là em có thể gìn giữ. Vậy sao cái móc khóa không có hình trái tim vậy anh? Anh chỉ có ôm cái lớp xe thôi, nên bởi vậy hình ảnh tất cả đều là lớp xe, nên em cứ yên tâm là không có người con gái nào khác. À, dạ em cảm ơn anh ạ. Anh thấy em sao? Nói chung là nữ là lúc nào cũng là xinh đẹp hết trong mắt tất cả mọi người hết. Hôm nay thì anh cũng có muốn một món quà là gửi tặng đến em là một bài thơ nhỏ. Rồi, hai bạn ngồi đi, ngồi tâm sự, ngồi đi.
buổi sáng có chàng trai xin chết, sau khi dân nàng hết hết trọn tình yêu, nàng vô tư nàng chẳng nói gì nhiều, giận một nỗi chàng liều chàng chết. Trước phiên tòa, trước địa phủ, trước lương tâm, trước muôn năm chàng vẫn nói một lời, yêu em lắm nên anh liều anh xin chết. Rồi bạn nữ mình hát tặng bạn nam một đoạn cho em. Em cũng xin hát tặng cho anh một đoạn của bài hát. Sao cuốn theo chiều xuống qua bao đồi nương, nắng hôi trên ngàn lá khi anh chiều buông, tiếng hát cô mộng mơ, ôi rừng đời hoang sơ, qua suối đồi khe lá, tiếng hát ai buồn quá bên lưng đèo cao, tiếng suối trong ngàn đá dư âm về đâu, như khơi bao niềm thương yêu về niềm cố liêu bên bát xưa rừng chiều. Em hát rất là hay. Quan điểm với tình yêu hôn nhân gia đình của anh á, thì anh không có yêu cầu gì cao hết. Anh với em có thể là có cơ hội tiến sâu hơn, thì hy vọng là em có thể là thay anh chăm sóc gia đình, cũng như là bên nội cũng như bên ngoại. Em bị vấn một số cái vấn đề, giống như là xảy ra mâu thuẫn trong gia đình chẳng hạn, thì em cứ việc sẻ chia, anh sẽ là bờ vai để cho em nương tựa, cũng như là chia sẻ cảm xúc của bên của mình. Ví dụ như về nhà anh nhưng mà em khó có thể làm dâu được thì sao ạ? Cái phần làm dâu thì em cứ yên tâm đi, nhưng mà em yên tâm là về nhà thì thậm chí là em chắc em không có phải làm gì đâu, tại vì má của anh rất là cưng con dâu. Khi mà em nói em cần thì anh có thể sắp xếp công việc đến ngay và liền được không ạ? Em nói là em cần là anh đến ngay đó, anh sẽ sắp xếp để đến với em nhanh nhất. Dạ, cảm ơn anh. Chuyện hẹn hò, bây giờ mình hẹn sao? Anh và em có thể là đi xem phim, đi dạo. Sở thích của em là như thế nào? Bình thường buồn thì em hay đi siêu thị shopping. Có ai làm cho em giận đó, thì em đi shopping thì em phải mua đồ nhiều. Còn lúc mà em không giận bình thường đó, thì em mua cũng ít nhiều luôn. Hay, cái này hay nha. Không ai dám làm em giận. Bây giờ là em cố gắng sẽ làm sao là để không có làm cho em giận là an toàn nhất, đúng không em? Rồi, rồi bây giờ hai bạn quan điểm thế nào về con cái nào, con trai hay con gái? Anh sẽ nhường lại cho em trước. Em cần con trai hay cần con gái, anh cố gắng anh sản xuất. Nói với em, con trai con gái gì cũng là con nào em cũng thích hết. Vậy sản xuất được hết không? Hên xui. Cố gắng à. Rồi hai bạn cảm nhận về nhau như thế nào? Em nhìn thấy anh thì cũng có vẻ hiền đó. Cũng dạng lắm luôn á. Chững chạc, chân thành lắm đó. Dạ, chững chạc. Bạn nữ thứ nhất là hiền và có một cái cá tính. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Anh thấy rằng cô gái rất là dễ thương, rất là hiền, chàng trai cũng vậy, chân thành. Cặp này người kia ít nói, người này nói nhiều cũng sao, bổ trợ cho nhau cũng được ha. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình các bạn nhé. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. 1 2. Tôi là tôi bấm đó. 3. Bấm. Hết thời gian. Mời em. Chúc mừng. Rồi nắm tay nhau đi các bạn. Đó. Làm như đối tác vậy đó. Đâu phải chỗ bán thang đâu. Rồi nắm tay nhau thật chặt. Hãy hôn nhau. Chứng tỏ rằng các bạn đến với nhau vì nhịp tim của mình, chứ phải bất cứ điều gì cả. Em cũng xin chị cho phép em có thể là hôn em út của chị được không chị? Dạ. Em cho anh hôn chỗ nào? Dạ sáng em gội đầu rồi, cho nên anh cứ hôn trên tóc em là được. Gọi xà bông bột đó. Cái gì mình nhấn nút đỏ đi ha. Hả? Chị hẹn hò trước đi, tiên tiếp chứ chị. Cái này là bạn muốn hẹn hò nha. Nhấn nút có nghĩa là đồng ý là làm bạn trai bạn gái nhau, để tìm hiểu, để tiến xa hơn, chứ phải nhấn nút về làm bạn chém gió đâu nha. Chào em tên là gì? Dạ xin chào quý vị khán giả và em chào chị. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Thị Kim Hồng, em năm nay 22 tuổi và em đến từ Tây Ninh. Mời bạn nam của chúng ta. Mời bạn nam. Chào anh Hùng ơi. Chào bạn. Em tên là Phạm Quốc Dũng. Năm nay em 23 tuổi. Ê, 24 tuổi. Tuổi mà có ê là sao bạn? Tại em run quá chị ơi. À. Em đang là kỹ thuật viên điện lạnh. Tức là làm cho máy lạnh rồi đó hả? Dạ dạ. Sửa chữa máy lạnh, tủ lạnh. Bạn quê ở đâu? Dạ quê em ở thành phố luôn. Thành phố luôn.
20 mấy tuổi đẹp trai thế này tập tạ hả? Có chơi tạ hả? Dạ. Chơi lâu chưa? Mới chơi. Ủa bộ đô lắm hả anh? Đô lắm. Có mấy người yêu rồi? Dạ chưa có người yêu. Từ xưa giờ? Từ xưa giờ chưa có. Thiệt không? Thiệt. Sao đẹp trai mà không có người yêu? Tại vì nói chung là tại em học với lại công việc của em làm toàn với nam không à. Thôi nên đi, nhiều khi có khuyết điểm gì đây nè. Tập tạ khi nào tập trung nữ không? Đó kỳ quá. Kỳ quá. Có mà. Trong cái phòng nữ tập tạ nhiều lắm à. Có mà em cũng không có tiếp xúc nhiều. Nhát hơi bị nhát chút xíu. Đó là lý do tại sao bạn ế đó. Thôi còn bạn nữ em học sinh viên thì trời ơi, bạn bè sinh viên trong trường thiếu gì mà tại sao mình không tìm được cái người bạn trai cho mình mà phải nhờ đến chương trình? Thứ nhất là do có lẽ do em quá kén chọn. Với lại toàn ở trong đó toàn mấy bạn cùng ngành với em không à. Mà em thì không thích con trai cùng ngành. Sao vậy chứ em thích trai ngành gì? Thường thì em thích mấy người làm về liên quan nghệ thuật. Ví dụ em thích như mấy người bán hoa, bán shop, bán cà phê. Trời đất ơi, học hành luôn. Thôi giờ tôi thấy gì đầu vụ này lạ. Mình là mình có học đại học thì mình cũng thường thường ta muốn tìm cái người là học cao hay gì. Sao tự nhiên tìm người thích bán hoa, bán cà phê là sao em? Tại vì em thấy mấy cái đó nó vui, nó thú vị. Với lại em thấy mấy người mà học chung với em á toàn là cứng nhắc, tính toán, chi ly. Nói chung là cái gì cũng tính đó chị. Chứ là em không thích lấy chồng về mà chung ngành. Mất công lỡ sau này ly dị mất công tính toán dữ lắm. Cái gì chưa lấy chồng mà tính cái chuyện ly dị rồi cô. Cái gì kỳ cục vậy? Quan điểm này lạ. Ôi ơi. Em giờ ví dụ như lấy vợ mà vợ bắt mình bán cà phê, bán hoa em chịu không? Chịu đó anh. Hả? Chịu không? Bán buôn bán cũng có lời chứ. Nhưng mà em thích bán hoa không? Cũng được anh. Chà em bán hoa chắc hợp lắm à. Để hỏi bạn nữ là vậy, lý do ngày hôm nay tại sao em, lý do em tìm đến chương trình? Dạ cái đó là do mẹ em. Ủa sao do mẹ em? Tại vì mẹ em xem, mẹ em nói chương trình này có nhiều cái vui, cái thú vị. Với lại mẹ em nói là tại vì ở trong trường thì em quen nhiều nên mẹ em nói cái này chắc người không quen chắc cứ hợp hơn với em. À là ở nhà cũng mong muốn em tìm được người bạn trai tâm đầu với hợp để tiến xa hơn đúng không? Nói chung nhà em sợ em ế lắm, nói lỡ mà ra trường rồi là không quen ai là ế chắc luôn. Rồi ơi. Rồi vậy bản thân em thì em thấy em có những ưu điểm gì? Ưu điểm của em á, nó nhiều. Rồi gì nữa? Em rất là thẳng tính, thích đi chơi. Cái đó là ưu điểm đó hả? Vậy còn khuyết điểm? Khuyết điểm của em là không biết nấu ăn. Rồi mai mốt hai chồng lấy nhau về là ai nấu? Ví dụ sau này em có chồng thì em sẽ đi học nấu ăn, hoặc là không thì em về em mướn người nấu. Rồi mướn người nấu rồi tiền đâu trả? Tính gọn luôn. Ồ ba tính lạ. Chịu không, chịu không em? Thôi để anh nấu cho. Biết nấu không mà đòi nấu? Không biết nấu mà cũng nấu đại đó. Nhưng mà có vợ mà chồng đi nấu vợ cơm cho vợ ăn có kỳ không? Bình thường ha. Vậy đâu kỳ, anh lên thì ai biết nấu thì nấu thôi. Công việc thì mình làm xong mình về mình gánh gỏi làm gì, mình phụ thôi. Đúng rồi. Giờ về giặt tả cho con bú này kia làm được không? Con bú thì chắc không được rồi. Còn giặt tả thì không được, giặt được. Không được, bình thường tôi xưa giờ cho con bú hoài gì đâu. Bú bằng cha thì được. Ờ, chứ nói bú bằng gì. Trời ơi, đất ơi. Chỉ tầm bậy tầm bạ không à. À em, hồi đó giờ em có được bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em có 2 mối tình. 2 mối tình. À, những bạn trai đó làm sao? Dạ, một bạn của em á là em với bạn đó chia tay là do bạn đó đi du học. À. Còn một bạn nữa là do gia đình hai bên không chịu nhau, chứ không phải là hai người không chịu. Ờ. Rồi bây giờ là ngoài hai bạn đó ra, rồi bây giờ là người bình thường mà không có chơi chung em từ nhỏ là coi như giờ không có cua em được. Dạ cũng không phải, nhưng mà em thích mấy người nói nhiều á, vô chém gió với em. Rồi là ai nói ai nghe, một người nói phải có người nghe chứ, giờ hai người. Hàng xóm nghe chị. Vậy em thích cái mẫu người lý tưởng của em là người như thế nào? Vui vẻ, hòa đồng, nói nhiều. Lần đầu tiên tôi thấy cái người mà thích cái người mà đàn con trai mà nói nhiều. Cô này cũng có nhiều cái tiêu chuẩn lạ, cái bằng lạ kinh khủng luôn á. Rồi còn về ngoại hình. Cao. Cao nhiêu? Mét 7 trở lên, tại bồ em từ dư tới giờ toàn cao luôn, toàn mét 7 trở lên luôn. Sao tự nhiên mình kiếm bạn trai mới mình so sánh với bồ cũ là sao? Không phải, tại vì em thích cao chị. Lỡ sau này về có con nó cũng cao được xíu. Có mẫu người lý tưởng nào không? Nếu mà em thích thì em thích Bình Minh, anh Bình Minh. Không biết ảnh có thích em không nữa để giỡn ảnh thôi. Rồi cái gì ở điều đàn ông mà em không thích? Dạ em ghét hút thuốc. Với lại mấy người mà tối ngày la cà quán xá. Với thêm cái nữa là tối ngày nói chuyện nhau mà tối ngày cứ người ôm điện thoại, người ôm iPad, là em không thích cái đó. À. Thôi bạn nãy giờ sao? Sao đây? Bên kia đưa ra cái tiêu chuẩn vậy, bạn thấy mình có cái nào không? Cao nhiêu, cao nhiêu? Em có 1m66 rồi. Được không em?
bớt vài phân đi. Kén quá. Bên đây lắc đầu rồi đó Linh. Không, gặp là bảo đảm chịu thôi. Bên đây đẹp trai lắm. Phải không? Phải không? À, bạn có nhiều chuyện không? Dạ, cũng không nhiều chuyện lắm. Không nhiều chuyện lắm. Dạ. Mẫu người phụ nữ bạn thích là như thế nào? Nói nhiều hơn em. Rồi, có luôn. Dễ thương. Có luôn. Độc và lạ. Độc có luôn, lạ. Bây có giờ luôn. Em thấy lạ không? Quá trời lạ. Bây giờ luôn. Độc lạ, đưa tiêu chuẩn thấy độc lạ rồi. À, hơi tưng tửng tí. Tưng tửng. Có luôn, có luôn. Có rồi. Tôi chưa có nghe hai cái cặp này nó lạ lùng một người á. Trời ơi, người thì đòi bạn trai nói nhiều, người thì đòi bạn gái tưng tửng. Gặp của tửng tửng cỡ nào em? Tửng thì cũng vừa vừa thôi. Chi vậy mà tự nhiên xin chọn bạn gái mà tửng tửng chi vậy? Đi làm về có gì đó vui vui đấy. Ủa chứ ví dụ là tửng tửng sao vui đâu em? Thì về chọc ghẹo rồi này nọ chơi thôi. Ờ à, vậy hả? Dạ. Em, vậy tới giờ cơm cái họ tửng đó đó nữa, để người ta đang nói chuyện người ta khai thác cái này nữa nè. Không phải là giả tỷ như tưởng tưởng là đi làm về đáng lẽ dọn cơm nấu cơm ăn mà không có thấy nấu cơm, cứ thấy quậy thao xà bông ngồi thổ bóng chơi vậy đó hả? Dạ. Là vui hả? Vui. Vui hả? Ủa lấy bạn gái về là vui thôi hả? Mua vui thôi hả? Dạ. Còn không thích cái gì nữa, có điểm nào không thích nữa không? Không thích nha, chứ thích thì tưởng tưởng là hiểu rồi đó. Nói chung là không thích là người quá nó gió quá nhiều. Ví dụ như là bữa đó đi chơi với người khác thì cứ nói em thiệt, em cho đi chơi thôi chứ đừng nói là bữa đó trong công ty có việc là em không thích. Có nghĩa là anh ơi, anh bữa nay có thằng kia trong công ty nó tán em, rủ em đi coi phim cho anh, cho em đi coi với nó là cho đi. Dạ. Hèn chi mà thích bạn gái tưởng tượng. Vui không em? Vui hả? Hợp không? Chị cũng quan trọng mình tin bạn thôi đúng không em? Đúng rồi, đẹp trai mà thoáng này dễ có người yêu lắm. Vui lắm. Chào anh. Vui không? Dạ vui. Cười lớn cái coi. Cười cũng độc nữa nha, cười lại cho hai ba. Cười lạ lắm á. Nãy giờ mà em nghe nói bằng bàn tay mình, em cảm nhận như thế nào? Em thấy bạn đó vui. Nếu về chém gió được quá tốt. Còn không chém gió được là không yêu đúng không? Cái này lạ ha. Yêu phải chém gió. Cũng dễ thương lắm, có duyên á. Không em, có mình đang quen đúng bạn trai quen à. Đó giờ có nào mình đang quen à, bạn trai cái mình xin ảnh cho mình nghỉ chơi ảnh, mình đi chơi người khác một chút về lại không? Mấy người bạn em quen là toàn quen hết luôn, là quen chung hết luôn á, nên đi chơi ai cũng được hết. Ủa là kỳ vậy? Vậy là ai mới là người bạn trai chính? Không phải, tại vì mấy người bạn mà em quen á thì bạn trai em cũng quen luôn nên... Nhưng mà tự nhiên đi chơi với người có bạn trai rồi mà đi chơi với người trai khác bình thường đi hai đứa vậy hả? Dạ không, đi chơi là nguyên đám. Tôi hỏi đi riêng kìa. Dạ đi riêng cũng có. Ông ấy cho mở màn lên là hai bên nói chuyện đi chứ hồi em thua rồi đó Linh. Rồi kéo màn lên. Bạn trai đi một người thôi chứ. Tại vì quen quá nên đi cũng không sao hết. Không rồi. Sao đi có sao đâu, quan trọng là mình thôi. Đi chơi đâu có bình thường mà. Rồi chém gió. Hết cười. Rồi chém đi. Rồi. Chào bạn. Mình có quà thân mình. Dạ cảm ơn. Chém gió cũng ra lằn dữ. Anh ơi cho em hỏi, nhà anh ở quận mấy? Dạ anh ở quận 4. Dạ anh có thích lên núi sống không anh? Nếu được thì cũng lên. Ủa sao lên núi chi vậy em? Dạ tại vì quê em ở Tây Ninh có núi Bà Đen. Sống trển quen rồi. Không mà anh thấy em đi chơi vậy, em đi chơi với bạn chung luôn. Dạ. Không sao, anh có mang bạn ấy nữa, anh dẫn theo chơi cho vui. Ủa làm sao trời, cái gì vậy trời? Không, cái đó em chịu. Không cần vui. Ê, vậy thôi à. Có gì mình nhấn nút đỏ đi ha. Nút chi? Hẹn hò trước đi, tiên tiếp chứ chị. Cái này là bạn muốn hẹn hò nha. Nhấn nút có nghĩa là đồng ý là làm bạn trai bạn gái nhau, để tìm hiểu, để tiến xa hơn, chứ phải nhấn nút về làm bạn chém gió đâu nha. Nha, nhìn kỹ là bạn chém gió giờ là bạn gái được mà chị. Bạn gái là khác nha, còn cái bạn bình thường, bạn con gái là khác nha. Cái này là người yêu nha. Suy nghĩ kỹ à. Không, em thích chém gió. Thế nên giờ người cười hoài rồi thấy không? Mình hẹn hò nhau đâu, mình chém gió ở đâu? Thích thì em thích đi sở thú. Bây giờ cảm nhận đầu tiên dành cho người bạn trai sao, thấy được không, hợp gu không? Nhìn kỹ anh chưa, nhìn kỹ vô đi. Theo về bề ngoại á thì em không thích.
Ủa sao vậy, đẹp trai mà sao không thích? Nói chung là em thích con trai mặc áo sơ mi. Rồi xong luôn. Mà chị hỏi thiệt, em có thích người đô con vậy không? Dạ nói chung em thích. Thích thì được rồi, còn cái bên cái áo bên ngoài nó chỉ là che cái là thôi, cởi ra là nó giống nhau hết chứ cái gì đâu mà có cái áo thôi à. Chị tưởng là em không có thích cái người tập tạ đô như vậy không, chứ còn nếu mình thích cái người tập tạ đô như vậy một hồi xuống đổi áo mấy hồi khó quá à. Không, với lại em thích một điều nữa, em thích một trai mặc áo sơ mi màu hồng. Được không, được không? Tại sao thích màu hồng? Tại vì em còn không biết nữa, nhưng mà em thấy bạn em ai mặc áo sơ mi màu hồng cũng nhìn cũng đẹp hết. Trai mà mặc áo màu hường có vấn đề á. Muốn mấy đứa con? Em hả? Em thích một đứa. Sao con đứa à? Nói chung là em sợ đạp. Đứa được không? Đứa được anh. Hết giờ. Cười hoài vậy trời ơi, bớt khó nhỉ. Rồi còn để tay nút đi các bạn. Thấy dễ thương quá trời luôn à. Chúng ta đến đây để chọn bạn gái và tiến xa hơn nữa. Các bạn phải suy nghĩ cho thật kỹ. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi mời em. Thấy bạn thích nhiều ở bên chàng trai lắm nè, mà sao không nhấn nút? Chắc là do bề ngoài. Hay là sợ đau? Chắc cả hai. Bề ngoài tại sao? Bề ngoài sao? Là không thích cái áo này thôi đó hả? Chỉ vì không thích cái áo mà không chọn một con người. Còn bạn cảm nhận như thế nào khi mà người bạn gái không có chọn mình? Dạ cũng bình thường thôi chị. Nên cho em tới đây em kiếm được thì vui, còn không kiếm được thì khó. Có tiếc nuối một điều gì không? Dạ cũng không. Nếu bây giờ cho bạn nhấn nút lại, bạn có nhấn nút đỏ không? Dạ không. Không luôn. Nói chung là cái gì mình quyết định rồi thì không hối hận. Đúng rồi, cái đó là cái cảm nhận. Có thể là ở cái nhìn đầu tiên mình chưa có cảm nhận được một cái sự đồng điệu với nhau, cho nên là chúng ta đã không nhấn nút chọn nhau. Nhưng mà không sao cả. Cũng cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình. Và hy vọng rằng tương lai rồi hai bạn cũng sẽ tìm được một người của mình ở đâu đó ha. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Dạ, cảm ơn chị. Có vẻ hơi tiếc chút xíu nha. Hai bạn này cũng dễ thương đó. Nếu hai bạn bấm nút đỏ biết đâu mà sẽ... Nhưng mà tự nhiên nhưng mà cô gái này rất là thẳng thắn. Em thích người như vậy. Đúng. Không thích là không bấm. Rất là thật. Tại vì mình đến với chương trình là để mình tìm cái người yêu. Mình không thích thì mình không bấm. Đúng chứ rồi. Đâu phải là vì mình vì kiêng nể cái gì hay đến đây rồi ngại rồi hay là lịch sự là không nên. Tại vì mình tìm người yêu mà. Nói chung cũng chưa đúng với nhu cầu của bạn gái. Đúng chưa rồi. Nói nhiều lắm. Nhưng mà không đúng nhu cầu là vì cái áo thôi đó. Cái áo thun này là em không thích nha. Là sao mà áo sơ mi cho em. Một chút thôi. Có đôi khi nó sẽ ngăn cách hai người. Nhưng mấy ông đó là cái ấn tượng đầu tiên rất là quan trọng. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Hạ màn xuống. Mở màn lên, mình thích cái bạn gái này rồi mình tỏ tình sao? Chắc là đá nung nheo cái gì ạ. Mời bạn nam. Chào bạn gái. Chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Mời bạn ngồi. Dạ vâng. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Nguyễn Văn Hải ạ. Năm nay 28 tuổi, hiện là em đang công tác tại ngân hàng OCB Phương Đông ạ. Ngân hàng Phương Đông? Dạ. Bạn làm chuyên về gì? Em làm chuyên về tín dụng doanh nghiệp ạ. Tín dụng doanh nghiệp tức là cho doanh nghiệp vay vốn? Đúng rồi ạ. À. Dạ. Quê bạn ở đâu? Dạ, quê em ở Thanh Hóa. Dạ, rồi. Cảm ơn bạn. Và mời bạn nữ của chúng ta bước ra phía trước. Em chào chị Cát Tường ạ, à. Em chào quý vị khán giả. Chào bạn. Em tên là chào gì? Quyền Linh. Em tên là Diệu ạ. À. Diệu. 23 tuổi. Diệu hiện giờ đang làm công việc gì? Dạ em là nhân viên kinh doanh ạ. À. Nhưng mà lý do tại sao em đến với chương trình? Em muốn tìm một người bạn trai. Thế từ trước tới giờ là mình không có bạn trai? Dạ có. Mình chia tay bao lâu rồi? Dạ 2 năm rồi ạ. Tại sao 2 năm mình không tìm được? Lý do tại sao mình ê sắc ế? Có thể là em hay xét nét rồi với lại em hay để ý để em moi móc cái tật xấu của người ta. Trời đất ơi chi vậy? Sao bạn thấy sao? Nói chung là cũng hơi gây gai go go rồi. Hơi gây go go chút. Tính bạn như thế nào? Tính em thì thẳng thắn, người cởi mở với bạn bè, hòa đồng trong công việc. Có hay moi móc cái xấu của bạn bè không?
Dạ không, cái xấu nó thì tự họ biết, họ suy nghĩ, họ điều chỉnh lại do chính mình, chính bạn đó thôi, chứ mình không có soi mói gì hết. Bạn có đặt ra cái mẫu người, cái chuẩn của bạn như thế nào không? Ngoại hình thì em thích người cao ráo, đôi con một tí, bụng bự. Hả? Cái gì em? Bụng bự. Tại sao vậy? Sao thích người bụng bự? Nhìn nó cảm giác nó ấm áp rồi. Trời đất ơi, cái vụ này lạ nữa à. Bên đó bụng bự không anh Linh? Hả? Ồ, bữa nay sao mình gặp hơi toàn là rồi. Mà nghe này lạ nha, bụng bự hơi ấm áp chút xíu. Nhưng mà bên đó có bụng có bự không? Bự. Thiệt không? Bên đây đô. Bụng bự. Nãy giờ là bên kia đưa ra cái tiêu chuẩn về rồi. Bạn thấy như thế nào? Chắc cũng đáp ứng được 70-80% anh ạ. 70-80% ha. Wow. Bạn cao ráo hả bạn? Dạ em cao 1m76 ạ. À, quá tốt. Mình ha. Có nhận thấy khuyết điểm của mình là gì chưa? Dạ, khuyết điểm của em là hơi nhút nhát và nói chung là cũng hơi ít nói xíu. Không sao, đàn ông mà ít nói là tốt. Bạn làm ngân hàng thì ở trong ngân hàng nhiều cô gái xinh lắm. Dạ vâng, hiện tại thì bên chỗ em thì cũng có rất là nhiều chị em rất là xinh. Nhưng mà do đáng tiếc là các chị em cũng có gia đình hết thôi. Thì mình không đụng chạm được cái gì nữa. Không rồi, không đụng chạm thì được hết hả? Hàng của mình có người sở hữu hết rồi anh. Thế bạn có cái tài năng, cái năng khiếu gì không? Dạ sở trường em cũng không có sở trường gì nhiều chị ơi. Thế rồi mình gặp cái người đối tượng mình, nếu mình thích rồi mình lát mở màn lên, mình thích cái bạn gái này rồi mình tỏ tình sao, mình bật xi nhan đèn đỏ cho người ta biết làm sao? Chắc là đá nông nheo gái chị ạ. Đá nông nheo đâu, đá sao đá coi thử rồi. Dạ chị. Đâu đá đi. Thôi. Đá một cái vậy thôi hả? Vâng. Đá nhiều nhiều cái. Đá sao hồi rồi cái tự nhiên một cơn gió độc thổi qua là dính luôn vậy nè đó. Chắc cũng hy vọng như vậy chị. À nhưng mà rất là có duyên, mặc dù ít nói nhưng mà rất là duyên, đá lòng nhau thôi ha. Dạ. Những cái vấn đề ở đây là cô này cũng hơi khó tính một chút xíu, có hay xét nét hay bắt lỗi người khác nữa. Thì bạn có ngại chuyện đó không? Chắc nếu mà bạn ấy bắt lỗi thì chắc bắt lỗi em rất ít lắm. Hả? Cũng ít khi được bắt lỗi được em lắm á. Sao vậy? Cái nơi em lòn lách giỏi. À, thế là mình lòn lách giỏi thôi chứ không phải là mình không có lỗi đúng không? Đúng rồi, ai cũng có lỗi hết gì ạ. À, có nghĩa là trước mặt là mình cứ là hoàn thiện, sau lưng là mình có quyền có lỗi. Lỗi không ý em nói không phải là có lỗi, nhưng mà đôi khi anh em đi chơi bời thì cũng đừng có thổ lộ gì nhiều chứ bạn. Chơi bời đâu? Chơi bời gì? Đi nhậu hoặc đi hát karaoke hoặc đi đâu đó uống cà phê đấy. Thật xấu là mấy anh em ngồi chơi với nhau, tâm sự với nhau, đừng có tâm sự với các chị em phụ nữ là được rồi. Đúng rồi, không cho biết vậy thôi, đi nhậu biết rằng nhằn mệt lắm. Đúng rồi. Có chung thủy không? Dạ có, em xác định giờ này. Mấy vợ mấy bồ? Một bồ thì không có biết, nhưng mà một vợ thôi. À, mấy con? Dạ không, chắc cũng đến hai con. Hai con ha, một vợ hai con có lăng nhăng nha. Dạ. Anh cũng dễ thương lắm em, nhưng mà em bớt xuống đi nha. Hello. Chào anh. Cái gì anh thấy cũng được, chứ trầm tính thẳng thắn thật tình, nhưng mà cái ý mà gọi là hay soi mói tật xấu người khác á, anh thấy cái này nó hơi kỳ kỳ á. Mình bỏ bớt đi. Hả? Bởi vì ai cũng có cái xấu chứ. Bạn nói thẳng quá đó, nhiều khi mình cũng góp ý mê mé thôi. Được không? Dạ. Vậy thì đỡ hơn. Mình phải thay đổi một tí, mình phải nhẹ nhàng. Cái đó là được rồi. Tôi nghĩ như đó được rồi. Hôm đó những góp ý của anh Linh là rất chân thành đó. Mình nhẹ nhàng, dễ chịu chút xíu thì mình sẽ thấy hạnh phúc. Rồi chúng ta sẽ có 2 phút để gặp nhau. Kéo màn lên. Khó chịu như chị là ở một mình nha. 2 phút dành cho hai bạn, bắt đầu. Chào anh. Em có điều gì hỏi anh không? Lúc nãy anh có nói là anh luồn lách giỏi. Không, ý luồn lách là tức là trong công việc thế nào, ít khi đôi khi là anh em đi chơi về thì đừng khai báo gì với vợ con ấy. Đôi khi thì mình đi chơi về khuya xíu rồi vợ cằn nhằn, nói anh còn Linh nói cằn nhằn. Đúng rồi, rất là đúng, chính xác, không anh công nhận điều đó. Sao em có muốn hỏi điều gì anh không? Sao anh không hỏi em? Thì anh không hỏi em mong muốn người như thế nào? Em mong muốn người như thế nào? Như anh được không, hay là đòi hỏi cao hơn? Nhưng mà giờ á, anh làm ngân hàng đó, tiền ai giữ? Thì chắc chắn thì cho vợ giữ không nổi thì chắc là gửi kiệm. Hồi nãy anh nói là anh luồn lách giỏi nên là em không có tin cái khoản này. Không phải là luồn lách giỏi, ý em nói là bạn hay soi mói về cái điểm yếu hoặc là điểm tật xấu của đối phương hoặc là một ai đó, đúng không? Thì cái đó là ý mình không phải là luồn lách giỏi, mà cái vấn đề là mình nói là ít để cho đối phương thấy những cái điểm yếu của mình đấy. Ý mình là trong lòng mình nói là như vậy, chứ không phải là mình không có cái suy nghĩ sâu xa gì như luồn lách cái này cái kia đâu.
Cuối cùng là bạn cảm nhận người bạn gái ngồi phía trước mặt mình là người như thế, thấy như thế nào? Cảm thấy bạn là một người rất chi là truyền thống. Có hợp với mong muốn của bạn không? Dạ có, em thì cũng muốn tìm một người phụ nữ rất là kiềm đạm, hiền lành, biết lo cho cuộc sống gia đình. Cũng chỉ mong muốn vậy thôi, cũng không đòi hỏi gì. Thấy bạn nam là thật tình đấy, ưng cái bụng rồi đấy. Bạn nữ thì sao bạn? Anh không được sâu sắc như là em mong đợi. Anh thấy anh ấy cũng sâu sắc đấy chứ. Anh muốn tiến đến một cái gì xa hơn đấy. Em phải suy nghĩ cho kỹ. Rồi, hết giờ. Đó cũng chỉ là những trao đổi ở những cái nhìn đầu tiên. Và quan trọng là chúng ta hãy chậm lại. Anh nghĩ đây cũng là một người đàn ông của gia đình đấy mà. Suy nghĩ thật kỹ, chúng ta có 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết giờ. Mời bạn. Mình nghe có 2 thì mình đã nghe bạn trai đã bấm nút rồi. Bạn gái thì vẫn bảo lưu cái ý kiến của mình lúc nãy. Bạn cảm nhận như thế nào về người bạn trai mà bạn lại không nhấn nút? Bạn không có đồng cảm với anh ấy ở cái điểm nào? Chắc có lẽ là tại vì em cảm xúc em chưa có. Không có nên là em đang cố tìm ra cái mà em không hài lòng của anh ấy. Chứ thật sự là anh ấy không có cái gì mà chứ là chưa rung động con tim của mình. Dạ đúng rồi. Bạn trai thì sao? Dạ thì cái đó là cái quyết định của bạn ấy thôi, chứ cũng không ai là do em cũng muốn hướng tới một cái gì đó thật sự hơn, chứ không phải là sống kiểu sống ảo không này kia nữa. Về phía tôi thì tôi cảm nhận bạn như vậy. Mình mà từng nghĩ rằng anh Quyền Linh cũng cảm nhận như vậy. Có nghĩa là thấy sự chân thật của bạn và cái sự mong muốn tìm đến một cái hạnh phúc của bạn. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và các bạn quan theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò với sự đồng hành. Trai gái gì cũng cáo mình hết. Nó đẻ nhiều nuôi nhiều à. Đẻ nhiều tốt. Nó nuôi không nấu tôi nuôi phụ cho. Hay quá. Hay quá. Chào chú Quyền Linh, em chào chị Nam Hơ và chào các vị khán giả có mặt tại đây. Mời bạn Nam. Rồi, ngồi đi bạn. Rồi, bây giờ nè, mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Phan Thị Ngọc Hạnh. Em 25 tuổi, em đến từ Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương. Trước đây em là giáo viên mầm non và hiện tại thì tạm thời em đang ở nhà và chuẩn bị cho việc kinh doanh mới của mình tại nhà. Mời bạn trai. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư và dạ, chào bạn nữ bên kia và toàn thể khán giả trong trường quay hôm nay. Em tên Đặng Trăng Toàn, em 25 tuổi, quê em ở Vĩnh Tâm. Hiện tại thì em đang là nhân viên IT, đang làm việc và sinh sống tại Hồ Chí Minh. Được, dễ thương. Ưu điểm và khuyết điểm của em nè. Dạ, ưu điểm của em là biết nấu ăn ngon. Nhưng mà em chỉ làm được thức ăn như món rau xào hay là gì dời rau thôi. Còn thịt cá là em ít ăn cho nên là em không có đụng tới, nhà thì mẹ làm. Em thì yêu trẻ con, thích người lớn. Em có nhõng nhẽo không? Dạ em cũng hay nhõng nhẽo lắm. Trời, chị nghe giọng là thấy nhõng nhẽo. Dạ. Rồi. Khuyết điểm của em là hút khuya, Facebook nhiều cũng như là hay sống ảo nữa. Hình trên Facebook và ở ngoài thì em khác nhau hoàn toàn, không giống trên Facebook. Trời ơi. Nay gặp em cũng thấy bỡ ngỡ và hết hồn mà chạy đi hết. Em xài app đó hả? Dạ đúng rồi. Tất cả các hình trên Facebook của anh Linh đều là app. Không? Anh dạ, là xài app tới app chảo luôn đó em. Rồi mời em trai. Ưu điểm của em là biết quan tâm người khác, giữ lời hứa, có trách nhiệm trong lời nói. Tốt. Còn khuyết điểm của em là ít nói, ngại tiếp xúc với đám đông. Có sống ảo không? Thi thoảng thôi anh, chứ cũng không sống ảo lắm. Có dùng app không? Dùng app thì tất nhiên phải dùng rồi. Rồi mình nói chút xíu về tình trường của mình đi Toàn. Em có một mối tình thời lúc sinh viên. Còn dạ, em, bạn nữ Hạnh? Em thì trải qua 2 mối tình. Mối tình thứ nhất là lúc đó em mới vừa ra trường, mới tốt nghiệp, mới 18 tuổi thôi. Cũng có bạn trai kêu lập gia đình cùng anh ấy. Rồi về nhà thì anh ấy nuôi thôi, cho ở nhà ở không. Em thích đi làm cho nên là buộc phải chia tay anh ấy. Mối tình thứ hai của em á thì tối ngày chị 24/24, mỗi lần gặp em đi cà phê đâu đó thì anh đều ấy đều chơi game. Mê game hơn mê em. Dạ. Em thích cái mẫu người đàn ông như thế nào? Cao 1m7 trở lên. Tại vì em là cao 1m57 rồi. Dưới 1m7 được không? Nói chung là mét cũng sáu mấy, gần 1m7 chứ hấp quá em cũng không thích lắm. Người đàn ông thì biết ăn bặn, đầu tóc gọn gàng, không hói, da thì vừa thôi không đen. Dạ em sợ nhất là hói. Tại thầy đi học là thầy hói là em không thích.
Chào cô gái, mắc mới gì hói không thích. Em không biết anh, em nhìn dị ứng là sao á. Hói dị ứng hả? Không, anh lên là hói ít. Thầy em giỏi không? Dạ, dạ giỏi. Thầy dễ thương không? Dạ dễ thương. À, thấy không? Dạ. Mấy người hói người ta dễ thương, chân tình, giỏi này kia sao không thích được? Dạ. Hói người ta có tài dễ sợ luôn vậy đó. Nhưng mà anh bên kia có bị hói không anh? Em cũng run sợ qua anh ai. Run sợ hả? Dạ, không biết anh nó bị hói, răng anh có bị đen hay xuyên sổ. Trời ơi, bà này bà lo xa quá, làm gì có vụ bây giờ mà còn răng đen này không nọ hói, nữa. Nó cố tình làm hói rồi sao? Cố tình cạo sát luôn rồi sao? Không, cạo sát cao đẹp thì chịu. Thôi được rồi, không có hói đâu cô. Dạ. Dạ. Giờ cái mẫu người lý tưởng của em có không? Dạ có. Em hay coi Hàn Quốc nhiều nên em thích anh Lee Min Ho. Trời ơi. Anh này có không có Lee Min mà có Ho được không? Nói chứ anh này đẹp trai. Anh thấy nãy giờ đưa ra tiêu chuẩn như em thấy được bao nhiêu phần trăm em trai? Em nghĩ chắc em cũng được có 20% thôi anh, 20% thôi anh. Nhiều. Vì em thấy cổ yêu cầu cao. Yêu cầu cao hả? Yeah. Chào em. Yeah. Trời ơi, dễ thương nha. Không hói nha. Ừ. Nhiều tóc hơn anh Quyền Linh nha, yên tâm. Trước giờ mới yêu có một người hả? Dạ. Cái mẫu bạn gái lý tưởng của em là sao? Dạ thì cao cũng trên mấy 55 được rồi chị. Ừ. Tóc dài, răng không bị sâu răng. Ủa là ví dụ răng có ai sâu mà nhìn vô mà thấy liền đâu? Dạ. Giờ dễ mà. Đúng rồi. Sâu răng thì đi làm răng 30 giây. Sâu răng thì mình dễ bị xa cách lắm chị. Mình dễ bị xa cách lắm chị. Em thích mẫu người thơm tho á chị. Ừ dạ, thơm dữ. Yên tâm nha. Dạ. Mình em có quyết. Bị súng một cái răng anh. Nhưng mà tại mẹ em không cho lần răng, sợ bị nói chung là gắm một cái răng vô sợ bị ảnh hưởng đến não á, sợ bị chết cho nên là mẹ không cho làm. Rồi, được rồi, em trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với ba của em. Có bà nữa ha. Rồi, chào bác. Xin chào MC Quyền Linh. Dạ. Xin chào MC Nam Thư. Dạ, chào bác. Xin chào tất cả khán giả trong đường quay. Tôi là phụ huynh của cháu Toàn. Nếu nhìn nhau mà cảm thấy có ấn tượng hay thiện cảm gì thì hai con nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Tôi nhìn thấy thì tôi thấy cũng được. Nếu mà hai đứa có đến được với nhau á, nếu mà có con cái rồi á thì cứ đem về cho ông bà sẽ nuôi giùm cho. Trời ơi, sướng quá vậy nè. Hạnh, hôm nay em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với bà ngoại, với cô, với hai bạn của em. À, dạ. Dạ, con chào ngoại. Tôi thấy cháu tôi tìm hiểu bạn trai nó, tôi thấy này cũng được á. Nó có hói chút được không? Hói sơ sơ không sao. Được thì mình kết hợp nhau cho nó sống, để bà ngoại còn sống tìm hiểu được cháu mình, phải không? Dạ. Hai đứa hợp mà hai đứa xứng nữa. Ngoại muốn có cháu trai hay cháu gái? Trai gái gì cũng cháu mình hết. Nó đẻ nhiều nuôi nhiều à. Đẻ nhiều tốt. Nó nuôi không nổi tôi nuôi phụ cho. Hay quá. Hay quá. Bây giờ mình mở rào ra cho hai trẻ gặp mặt nha. Xin mời. Rồi đó, Toàn với Hạnh. Chào anh. Đây. Em chào anh. Có cái hoa tặng em. Em cảm ơn anh. Rồi, dạ. Đứng đó, đứng đó, hai đứa đứng kế đó. Kiểm tra răng đen, răng súng, răng gì đó, răng sâu gì. Coi coi vợ tóc có hói gì không. Coi cho kỹ nha chưa. Dạ. Ôi anh mới tóc bạc kìa. Ừ. Dạ trước tuổi mà. Dạ nhờ em lại nha. Okay. Dạ cho giống em nha. Ok. Hai bạn mình ngồi xuống nha. Hiện giờ em đang làm công việc gì? Trước đây em giáo viên mầm non, nhưng mà hiện tại em ở nhà. Em định sang lĩnh vực mới, kinh doanh tại nhà như mở quán trà sữa đó anh. Toàn anh có thể gặp em được mấy lần? Mấy lần cũng được anh, tại vì buổi tối em rảnh mà. À. Dạ, anh không lên em được thì em chạy lên anh. À, được. Em để coi thì thích trai hay gái? Em thì con thích con gái đầu lòng hơn. Em thì thích đẻ nhiều con. Anh thì anh chỉ muốn một đứa thôi. Một đứa thì nhà buồn lắm anh. Dạ. Ít nhất nhà phải có trai có gái. Dạ. Em muốn bao nhiêu thì để bao nhiêu thôi. Dạ, quan trọng anh có nuôi nổi hay không đó. Trời ơi, không, mình còn bà ngoại với lại ông nội mà. Rồi. Trời ơi. Mình nuôi không nổi thì đem cho ông nội, bà nội nuôi. Trời ơi. Lo gì đâu mà. Bây giờ em gái hát bài nào đó tặng cho đàn trai cái đi. Hôm nay đến đây em tặng cho anh một bài hát về mầm non ha. Okay. Mới tặng anh bài
Thôi anh lên múa cùng em đi. Anh đâu biết múa. Anh biết hát bài múa cho mẹ xem không? Không biết nhưng mà múa đợi. Để múa cho em nha. Xẹo bàn tay ra. Hai bàn tay của em đây em múa cho mẹ xem. Hai bàn tay của em như hai con bướm xinh xinh. Khi em đưa tay lên là bướm xinh bay múa. Khi em đưa tay xuống là con bướm đậu trên cành hồng. Trên cành hồng. Yêu cầu bạn trai phải cao 1m7 trở lên đúng không? Đúng rồi anh. Thấp hơn. Nhưng mình chứng minh cho bạn gái là mình khỏe đi. Bây giờ thì tay của tay em cũng hơi đau. Em cũng có thể tập tạ thôi nhưng mà tạ nhỏ nhỏ thôi anh. Giờ không có tạ. Giờ cho đúng tay rồi. Em hơi đau em hít đất không được anh ơi. Không, không có đất luôn. Không có đất nữa, đất gì? Em đụng anh, em đụng anh. Em đụng anh. Ẩm liền, uống liền. Thử quá ẩm luôn. Bọng liền. Giờ phải bọng đâu luôn anh. Ừ, trời ơi. Nổi không? Thôi, mắc. Thôi làm hiền anh. Đó, thử coi. Gì vậy? Bọng hốt ngang vô, hốt lên. Bế luôn hả chị? Bế nổi không? Vợ anh té em. Mắt ông té ngã. Trời ơi, mình phải làm sao để cái mình hốt mà không té chứ. Con xin phép má, xin phép cô cho con được hôn em. Cho con được hôn em. Ta kêu bế mà ông qua ông xin hôn luôn là sao? Cho đốt cháy giai đoạn quá vậy. Xin phép hết rồi, hôn hỏi em. Chịu anh hôn không hỏi người ta cho không kìa. Em cho phép anh hôn được một cái không? Anh hôn ở đâu? Hôn má. Không má hả? Ừ. Không má được. Yeah. Em thích cô ấy không? Dạ có anh. Cô gái có thích chàng trai không? Dạ có. Vậy thì 1, 2, 3. Hết thời gian. Yeah. Chúc mừng. Nắm tay nhau đi nào. Hình như là hai đứa này nó gặp đâu rồi đó. Đúng rồi. Em có nói gì với bác trai bên đây không? Bác trai ơi, cho con được đợt hôm nay được quen biết với bạn. Ồ, em quên hỏi anh tên gì rồi. Anh Toàn. Anh tên Toàn. Toàn. Anh tên Toàn. Để được làm quen, nếu được thì hai con sẽ tiến tới hôn nhân cùng anh ấy. Đây là chiếc vé xem phim của cầm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Nhưng đầu tiên hai đứa hôn nhau một cái, bây giờ chính thức mình hẹn hò với nhau rồi nè. Hôn cái đi. Rồi đó. Bạn gái hôn bạn trai cái đi. Hôn dễ thương. Chúc mừng hai bạn. Bạn nữ. Rồi, giới thiệu về mình đi. Em chào anh Quỳ Linh và chào chị Cát Tường và tất cả mọi người trong trường quay. Em Đỗ Tiến Tùng, 26 tuổi, quê Thanh Hóa, hiện tại đang buôn bán cây cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Em bán quận Bình Tân. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quỳ Linh và chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Kiều Anh, năm nay em 26 tuổi, cầm tinh con dê đấy ạ. Em được sinh ra tại Đắk Lắk nhưng mà lớn lên và học tập tại Quảng Ngãi và hiện tại thì em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là nhân viên kinh doanh. Tình trường của mình như thế nào em? Trải qua mấy mối tình rồi? Em có một mối tình đơn phương lúc mà còn đi học. Có nghĩa là chưa có một mối tình nào chính thức hết? Dạ đúng rồi. Em có hiểu nguyên nhân tại sao không? Em thấy mình thuộc cung song ngư cũng khá là đa sầu đa cảm. Nhưng mà chắc là do là chưa có xúc tác hả chị? Chà, có vẻ cũng coi tuổi, coi đồ. Em muốn tìm tuổi gì? Sinh năm 90 hoặc là 87 gì đấy. Bằng tuổi là có được không? Nếu mà tính tình anh đấy thì hợp thì được hả chị? Thua một tuổi được không em? Cái đấy không thành vấn đề đâu. Bạn trai, bạn em, có mấy mối tình rồi? Em thì trải qua hai mối tình. Một cái thời đang học lớp 12. Rồi, cái đó bỏ qua đi. Dạ, cái mối tình mới đây nè. Còn mới đây là hơn năm rồi. Tụi em quen nhau 3 năm. Càng ngày mình hiểu nhau quá thì cái độ thông cảm nó không còn. Hay là em khó quá? Không. Thôi mình cũng ngồi lại nói chuyện với nhau để mình thông cảm nhau nhiều hơn, không được hả? Dạ không khảo. Cũng khó hả? Vì, không, vì cảm là 3 năm mình đã rồi. Nhiều lần ngồi nói chuyện với nhau rồi nhưng mà nó không tới đâu. Tức không ai chịu nhường ai hết. Dạ. Khi nói chuyện thì nhường nhưng mà khi về thì lại làm cái khác. Tại vì tánh cũng ngang bướng đó. Và bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Về ngoại hình thì em khá là thiện cảm với những anh chàng mà có khuôn mặt tròn, có nụ cười dễ thương. Chiều cao thì cỡ từ 1m68 đến 1m72.
thích cảm giác là đứng lên gót lên hôn người đó thì nó sẽ lãng mạn hơn rất là nhiều. Xưa giờ được hôn ai gì chưa? Xích nữa chị. Xích hả? Xích nữa là chưa hôn? Chưa. Mà tưởng tượng ra khoái là đứng nhón lên hôn. Hay xem phim thì thấy lãng mạn mà. Em trai cao được mét mấy em? À, em mét 70 chị. Dạ đủ rồi. Nhón rồi ha. Rồi có yêu cầu gì nữa? Em cũng mong muốn là chàng trai cũng sống và quan tâm đến những người trong gia đình. Em thấy những chàng trai mà biết về máy tính hay là sửa chữa những cái việc ở trong nhà nhìn rất là cuốn hút. Em hay chơi các môn thể thao ví dụ như cầu lông hay là bowling gì đó. Nếu mà anh biết thì có thể là hai người cùng chơi và thi đấu với nhau. Trời ơi, thi đấu nữa. Biết môn nào anh trai? Em thì cái nào cũng chơi được. Còn em thì muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thì chỉ cần bạn ấy cao 1m53 trở lên, hiền lành, chịu khó, lấy phép với người lớn là được. Còn em, mẫu người bạn trai em thích là về vóc dáng là chị qua chị coi mặt. Dạ, tròn tròn một tí. Tròn. Dạ, ôm ấm cho nó ấm. Cao mà tròn hơi khó, thường cao sẽ ốm. Thế lỡ gầy quá được không em? Không quá gầy là được ạ. Về nếu có cơ hội em đổ lên cho lên. Rồi, ok, chỉ cần có chiều cao để nhón lên hung thôi. Ok. Đẹp trai, tóc tai gọn gàng, ăn mặc lịch sự. Thiếu tròn chút thôi. Thiếu tròn cho nó dễ lắm. Thiếu tròn nhưng đâu cũng cho đó, đâu có thiếu gì đâu. Khi nào thì em tính chuyện hôn nhân? Từ 1-2 năm. Nhưng mà hai đứa mà thể hiểu nhau được thì sớm hơn cũng được. Rồi lập nghiệp trong thành phố luôn hay là về quê? Em thì lập nghiệp trong đây nhưng mà cái xu hướng của em vẫn về quê hơn. Không biết bạn nữ như thế nào thôi. Tầm về 40 tuổi gì đó là em là không ở trong đây. Coi như là trung niên về già mới về quê. Còn giờ tuổi trẻ là trong này lập nghiệp. Dạ. Cũng hay. Vậy mình có cần làm dâu không em? Hiện giờ gia đình mình ở đâu? Ba mẹ em thì ở trong đây với em nhưng mà do có công việc nên về quê vậy. Có thể ở làm dâu cũng được, hoặc là khi mà có điều kiện, hai đứa có điều kiện đấy, mua nhà để ở riêng cũng được. Có cái điều gì em đặc biệt em không thích ở người bạn gái không? Đó là kiểm soát em quá. Ví dụ em đi đâu phải cái này cái kia thông báo rồi. Mà thường là em hay đi đâu? Em thì ít đi đâu lắm, chơi bời thì không có. Thì em đi cũng phải nói anh đi qua thằng bạn nha, anh đi uống cà phê chứ đi khơi khơi không có đi đâu. Ta tìm, ta sợ, ta lo lắng thôi. Thì cần biết là được rồi, anh muốn đi đâu anh đi. Có vẻ gia trưởng lắm nè. Khó chịu nữa. Em chỉ ngăn luôn thôi. Em nghe những cái tiêu chuẩn của anh vậy em thấy sao? Được không em? Rồi, đến qua anh thăm đàn gái coi sao nha. Dạ. Ô, chào cô gái. Chào anh ạ. Bây giờ em nghe anh nói em tưởng tượng anh này như thế nào? Em tưởng tượng anh ấy khá một người khá là lanh lợi nhưng mà cũng hơi khó tính. Nên nếu mà ảnh cương thì em nhu, còn ảnh nhu thì em cương. Ồ, hay quá vậy. Dạ. Vậy là hợp đấy. Ha. Anh nói là phải 40 tuổi anh về Thanh Hóa đó. Em thấy sao? Dạ, định hướng của em cũng là lập nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì em cũng thích tung tăng ở vùng quê. Nhưng mà về Thanh Hóa thì để xem tương lai, tại vì quê em là ở Quảng Ngãi. Coi như có việc làm thì đâu cũng được ha. Dạ. Em ghét gì ở người bạn đời mình nhất? Em không thích đàn ông mà tính toán quá, chi ly á. Đàn ông phải đừng có bàng quan hay thờ ơ với mọi việc xung quanh quá. Dạ. Anh này chắc anh kỹ lắm, bởi vì chăm sóc cây kiểng á, rất là kỹ. Lo từng cái lá, từng cái chồi luôn á. Cái này chắc anh nghĩ chắc là có sự quan tâm. Dạ, chắc là anh quan tâm cây cảnh hơn là tùy thôi. Dạ. Không, anh thấy anh này cũng hiền lành, hơi ngang bướng tí nhưng mà nếu như cách em nói thì cách xử như thế cũng được. Dạ. Núp cương núp nhu ha. Ừ, biết đâu em sẽ là người cầm cương được thì sao. Dạ. Hôm nay chúng ta có đi với ai ủng hộ mình không em? Dạ, hôm nay em đi với bạn với là em của em. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh và chào chị Cát Tường và chào tất cả mọi người trong khán phòng ngày hôm nay. Bây giờ thì em thấy là hai bạn này có vẻ là xứng đôi, tại vì bạn Oanh á thì tính của bạn á thì rất là tốt. À, chủ yếu là nhiều khi là hay giận hơi dai xíu. Dạ. Còn em thấy bạn bên đây á là nếu mà bạn ấy chiều chuộng bạn gái được và biết lãng mạn thì em thấy cặp đôi này sẽ rất là hạnh phúc. Biết lãng mạn nha. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Anh trai đi với ai? Mình đi với ai? Em đi với anh chị ạ, chị ruột ạ. Em chào chị Cát Tường, Quyền Linh ạ. Rồi, chào chị. Chào em gái. Dạ. Chị muốn nói với em là em trai của chị rất là nóng tính nhưng mà rất tốt tính. Chị mong rằng hai em sẽ được tiến tới để hẹn hò, rồi có thể một ngày gần đây là sẽ đám cưới. Chị thấy em dễ thương. Thấy chị rồi. Hiền quá nhờ. Em nói mấy câu với chị đi em. Dạ. Thiệt ra thì tính em cũng hơi hơi giống tính mẹ em. Là ba em khá là nóng tính. Mẹ em nhìn hiền vậy thôi chứ vẫn cầm cương được bố em đó. Thế em thì em yên tâm, nếu mà em cương hơn anh là anh còn phải chị nè. Thôi tóm lại là hai đứa đều cố gắng. Rồi, cảm ơn chị. Bây giờ kéo màn lên, hai bạn có thể trò chuyện với nhau để hiểu nhau nhiều hơn nha. Kéo màn. Bắt đầu. Dạ, chào anh. Gói này tặng em. Dạ, chào anh. Cho anh hỏi em một câu, vài câu được không? Dạ, được anh.
cái quan niệm của em về tình yêu như thế nào? Trong tình yêu thì em cũng mong muốn là ví dụ như là anh có cái điều gì đấy thì có thể là chia sẻ với em. Thực tế là em không cần một người đàn ông mà quá hoàn hảo, mà chỉ cần là tin tưởng em để mà cùng có thể là cùng em phấn đấu. Thế nhiều khi mà anh có cái muốn nói mà anh nói nhiều quá em có ngồi chịu nghe không? Chủ yếu là anh có sức để nói không chứ? Em ngồi cả ngày cho anh nói luôn. Nên là cái quan niệm tình yêu của anh như thế nào? Có giống với, em không ạ? Với của anh thì hợp thì sẽ yêu, hiểu sẽ cần. Anh có nhớ tên em không ạ? Kim Oanh. Em tên là Kiều Anh, em tên Kiều gì vậy ạ? Anh tên Tùng. À hiểu không? Chào anh Tùng. Hai đứa đến được với nhau thì con cái thì tính được mấy đứa? Chơi cho nhiêu thì nhận bấy nhiêu, tùy sức. Hai đứa tìm hiểu nhau thì em có thể em dành cho anh thời gian một tuần bao nhiêu lần gặp mặt? Chủ yếu là do cảm xúc của em thôi. Nếu mà em đã thích đi thì sao em đi cũng được, mà em đã không thích đi thì em sẽ không đi thôi. Anh thì nói chung là không quan niệm là một tuần mình phải gặp bao nhiêu lần. Nói chung hôm nay mình cảm thấy mình muốn gặp người đó là anh sẽ đến gặp. Bất kể giờ nào, nếu người đó rảnh thì mình sẽ tới. Có lịch làm việc không? Cái lịch làm việc của anh thì nó không cố định. Nhiều khi có thể làm đêm mà cả ngày ngồi chơi. Mà có khi làm cả ngày, tối thì tầm 6-7 giờ nghỉ. Nghỉ hoặc nghỉ vài ba ngày vẫn có. Thế anh nghĩ thế nào về một bạn gái là một nhân viên kinh doanh? Anh cũng rất thích vì anh cũng đang trong cái con đường kinh doanh mà cũng đang muốn bước tới cái đó mà. À dạ vâng ạ. Theo em thì bao lâu thì có thể đến được với nhau? Em thấy thầy bói Facebook phán em là 28 tuổi là em sẽ kết hôn. Nhưng mà em nghĩ cái tuổi này nó cũng khá là ổn. Tại vì kinh nghiệm sống, kinh nghiệm làm việc với lại cái tinh thần mình nó cũng được thoải mái. Với anh thì cảm thấy hợp thì sẽ cưới chứ không nhất quyết phải năm nào. Rồi. Chúng ta em có thể hát tặng bạn gái một đoạn nào đó để cảm nhận về gọi là sự lãng mạn của em. Bởi vì nãy nghe bạn em nói thì cô ấy rất là lãng mạn đấy. Nha. Thử xem nào. Dạ dạ. Lần đầu ta gặp oanh tại chương trình hôm nay, ngập ngừng ta hỏi oanh, oanh bảo oanh chưa yêu. Ừ thì oanh chưa yêu, bây giờ yêu nhé oanh. Em hết ạ. Chế bài hát này phải rồi. Em hát dở cho nên là được như vậy thôi. Không dễ thương mà. Rồi anh có muốn rồi, nói không có gì vô không? Đó người ta tặng nhỏ rồi xung quanh cái nào không vô. Quan trọng nội dung thôi, hát không hay không quan trọng. Dạ. Thôi em thì hát không có hay, hát thì em xin phép dừng chứ không là chạy hết. Yên tâm đi, không ai chạy đâu, đóng cửa hết rồi. Rồi bây giờ mỗi người nói một câu đi để chúng ta kết thúc cuộc trò chuyện. Một câu rất là tình cảm và nói đúng hiện giờ ta đang nghĩ cái gì. Nói chung là ta đến với đây là cảm là một cái duyên rồi, còn phận hay không do chúng ta nắm giữ. Nên là hy vọng em có thể cho anh một cơ hội nào đó tìm hiểu em để anh thay đổi bản thân anh. Em là một cô gái không quá là năng động nhưng mà cũng không quá là thu mình, tính khí cũng có hay là ương bướng, nên nếu mà anh có yêu em thì cố lên anh nhé. Đặt tay vào nút bấm rồi. Rồi chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định bấm hay không bấm. Suy nghĩ thật kỹ nhá và đưa ra quyết định của mình và phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình. Bấm nút là đồng ý hẹn hò với nhau trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Nếu chúng ta không cảm thấy rung động thì chúng ta không bấm để dành đó cơ hội cho những người khác. Suy nghĩ thật kỹ. 1 2 3 Hết thời gian. Nếu anh yêu em thì cố gắng lên anh nha, tuyệt vời đấy. Thôi hôn bạn gái cái chứng kiến ngày gặp mặt một tiên đi. Có em là biết nấu ăn, trẻ con. Có một khoảng thời gian em ít sử dụng mạng xã hội nên là em không có bạn trai. À, không có sử dụng mạng xã hội là không có bạn trai. Lúc mà em còn xài mạng xã hội á thì em cũng có quen một bạn. Bạn ấy lại tính lăng nhăng, không có định hướng cho tương lai. Em không thích và chia tay với bạn đó. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Chào chú Huyền Linh, cô Cát Tường và quý vị khán giả. Chào bạn nam sắp ra bên kia. Rồi, ngồi xuống đi con. Chào bạn nam sắp ra rồi ha. Mời bạn nam. Rồi,
Chào bạn. Rồi giới thiệu đi, bạn trai ra rồi đó em. Dạ, em tên là Nguyễn Quế Anh, năm nay em 23 tuổi. Dạ, em là nhân viên văn phòng, hiện đang làm việc và sinh sống tại Tiền Giang. Tiền Giang là hôm nay lên đây quay chương trình rồi về lại Tiền Giang hả? Dạ đúng rồi chị. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Chào bạn nữ bên kia, chào khán giả bên dưới ạ. Dạ, em tên là Quốc Triệt, 23 tuổi. Em làm công nghệ thông tin, em quê ở Bến Tre, hiện thì đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Bên kia Tiền Giang, hợp dạ. Lý đó hả? Dạ, cách có cây cầu. Đúng rồi, đâu có cầu. Dạ có à. Dạ, nay là cầu rồi. Nay là cầu rồi chú. Dạ, cầu đặc biểu. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của em là gì Việt? Ủa, em muốn giống không biết ưu điểm của em là như thế nào nha chị. Khuyết điểm. Cái chuyện của em thì theo người nhiều người đánh giá thì nó hơi đẹp trai không? Hơi đẹp trai không? Hơi đẹp trai không? Trời ơi. Ghê 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 ghê. Để hồi tôi qua tôi coi mà không đẹp trai là chết với tôi. Chút chị kiểm tra giùm em. À, chút xíu chị kiểm tra giùm cho. Có tật xấu gì nữa không? Dạ tật xấu là đẹp trai. Thôi bỏ qua đi. Tính em thì hay quên thôi. Chỉ thêm muốn nướng nữa. Hay ngủ nướng. Bạn nướng ngày bữa chủ nhật thôi. Còn em, bà em có ưu điểm, khuyết điểm gì anh? Ưu điểm của em là biết nấu ăn, thích trẻ con. Tới lúc thì khuyết điểm của em nó hơi thẳng tính xíu. Với lại có một khoảng thời gian em ít sử dụng mạng xã hội nữa. Nên là em không có bạn trai. À, không có sử dụng mạng xã hội là không có bạn trai. Lúc mà em còn xài mạng xã hội á, thì em cũng có quen một bạn thời sinh viên. Mà bạn đó em không có công khai trên Zalo hay Facebook gì đó. Bạn ấy thì ở quê, em thì học ở Cần Thơ lận. Cho nên là bạn ấy lại tính lăng nhăng, không có định hướng cho tương lai. Nên em không thích và chia tay với bạn đó. Là một bạn đó thôi, hồi đi học đó thôi. Dạ. Sau này thì cũng có tìm hiểu một người nữa chị. Nhưng mà em do em ít xài á, mạng xã hội. Bây giờ có xài không? Dạ, bắt đầu xài lại rồi chị. À, bắt đầu xài lại phải không? Là bắt đầu có bạn trai đó. Dạ, em hy vọng vậy. Rồi, bạn trai. Đẹp trai quá chắc nhiều mối tình lắm phải dạ. Không? Chính vì đẹp trai nên em chưa yêu ai vậy. Chưa có bồ luôn. Dạ, chưa có bồ. Thiệt luôn. Dạ, dạ. Có để ý cô nào chưa? Dạ thích thì có. Tại sao thích mà không tới? Do lúc mà em đi học thì em ước mơ mình thành một game thủ tiềm năng nên là em chỉ chuyên game thôi. Thích người ta nhưng mà mình lại tập trung vào game. Tức là mê game hơn dạ. Mê gái ấy, đúng không? Dạ đó là điểm chung của game thủ á. Hello hot boy. Dạ. Khuyết điểm đẹp trai quá hả? Dạ có đẹp không chị? Trời ơi em phải gu chị, phải để cô bên này cô nhận xét chứ. Sao rách rưới quá vậy? Sớm thì em định mặc áo sơ mi lên thôi chị. Nhưng mà em lên gặp bạn nữ em run quá nên mặc áo nó phát vô tới bước run. Cũng lạ người ta quá ha. Rồi biết hung không? Ủa hung ba mẹ có mà chị. Rồi chưa có hung bạn gái bao giờ, giờ có biết hung không? Chắc tập từ từ được chị. Có coi phim thấy người ta hung chưa? Dạ không, em nói giờ ít coi phim luôn chị. Nếu mấy cảnh hung chắc không có coi, chưa coi. Chưa coi luôn. Có nhưng mà chưa coi kỹ á chị. Trời đất ơi, rồi bây giờ em muốn người cao thấp mập ốm như thế nào? Dạ, chỉ cần dễ thương là được. Cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Em không thích mỗi người bạn gái hay ghen thôi. Lạnh lắm hả? Dạ lạnh lắm. Giờ muốn nóng không? Thôi để lạnh đi chị. Lạnh gì thở dữ vậy? Em căng thẳng mà chị. Rồi em hít đất cho chị coi 5 cái coi. Cho nó ấm lên này, nó dễ nói chuyện chứ lát dạ. Mở ra nói chuyện bạn gái rung vậy kỳ lắm. Hít đất là nhịp tim mới tăng đó chị. Không có mà nó đỡ lạnh. Hít ta vô hả chị? Đúng rồi. À, em xin phép hít một tay. Trời ghê 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 ghê. Cha võ công cao hả? Ấm chưa, ấm chưa? Nhịp tim nó tăng cao rồi. Máu gì nhóm máu gì? Dạ, em chưa biết nha chị. Thấy mặt đỏ quá vậy, ngồi ngồi xuống đi cưng. Ủa mà là chơi game không rồi giờ có cái gì để chuẩn bị lấy vợ chưa? Dạ, hiện tại thì em đi làm chị. Nếu mà có bạn gái thì em sẽ cố gắng nhiều hơn để hướng tới hôn nhân. Bao lâu nữa thì đám cưới được? Khi nào bạn nữ sẵn sàng. Bây giờ sẵn sàng rồi đó, bao lâu em mới có tiền lấy vợ? Dạ thì chắc là 1-2 năm thôi chị. 1-2 năm là nhiều nhất thôi chị. Rồi. Thở dữ vậy? Căng quá chị. Đây đặt lạnh hả cưng? Làm gì sợ đàn gái dữ vậy? Để em lo. Dạ. Dạ cảm ơn anh ạ. Để coi coi đàn gái sao mà qua rồi hành hạ đàn trai dữ vậy. Để qua bắt đàn gái hít đất luôn. Chào chú Huyền Linh. Chào con. Chú là thần tượng của con. Ô vậy à, cảm ơn con. Con là ở huyện nào? Dạ con ở huyện Tân Phước đó chú. Tân Phước đi qua sông rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Về Gò Công qua sông đúng không? Dạ. À như chú có tới nhà con rồi đó. Dạ. Nhưng đúng mà không? Con không có thấy chú. Thấy là con xin tấm hình làm kỷ niệm rồi. Chúc chú cháu mình chụp chung nha. Dạ.
bạn trai bên đây rất là dễ thương, hiền lắm, nhút nhát nữa. Con có thích người đàn ông mà không có bản lĩnh không? Bản lĩnh thì tự mình làm sẽ có, con cố gắng được, con sẽ làm cho bạn nó có bản lĩnh. Nói chơi thôi chứ chơi game bạn này bản lĩnh lắm. Chỉ có tán gái nhút nhát thôi, như thế mới được. Còn như trai mà cứ gặp gái tung tướp tướp là không được ha. Rồi bây giờ nói cho chú nghe coi, con thích bạn trai thế nào? Ngoại hình thì giống chú Huyền Linh là con thích lắm rồi. Giống không? Giống rồi, nhỏ chú, hồi nhỏ chú đẹp trai giống vậy đó. Rồi gì nữa? Người bạn trai biết chia sẻ, thông cảm với người phụ nữ. Tại vì công việc của người phụ nữ cũng rất nhiều rồi. Khi mà về nhà thì việc nhà nữa, thật sự là rất là mệt mỏi. Sau này bạn ấy là một người chồng, một người cha mẫu mực, sẽ làm niềm hạnh phúc cho người phụ nữ. Đúng rồi, bạn này có làm được không? Theo quan điểm của em, nếu mà bạn làm việc nhà thì em không bao giờ để làm bạn làm việc nhà một mình à. Phải không? Hay người ta làm mới đứng chơi game đi. Game mới bỏ rồi anh ạ. Bỏ rồi nha. Dạ. Bạn ơi, bạn có gia trưởng lắm không? Mình không gia trưởng rồi. Gia trưởng chứ không phải gia tưởng. Dạ em. Gia trưởng bên... là dạ, dạ bên tay phát âm sai á. À dạ. Không, bạn này không gia trưởng đâu. Bạn này nhát lắm. Bạn có yêu động vật không? Có, mình rất thích động vật luôn. Mình cũng vậy. Thích con gì? Dạ, chó hay mèo. Con thích chó. Đây cũng thích chó. Thôi để hai đứa tự tìm hiểu nhau. Cái nào cũng dễ thương hết trơn á. Dạ, đẹp trai mà. Đẹp trai quá ha. Không, nó có duyên lắm, nó nhìn nó duyên lắm. Rồi, được. Bây giờ đó. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao. Con gái đi với ai vậy? Dạ, em đi với mẹ, với chị ruột và một người đồng nghiệp nữa. Rồi, cho chị gặp mẹ nha. Chào chú Quyền Linh. Dạ. Chào cô Cát Tường. Dạ. Chào quý vị khán giả có mặt trên trường quay. Cháu trai hôm nay thì thấy cũng hòa đồng, nói chuyện cũng dễ nghe. Dạ, cảm ơn cô ạ. Cũng hiền, cũng được. Theo cô, gái cô có nên bấm nút không? Thì nó thích rồi nó bấm. Bao lâu nữa cô gả được cô? Chừng nào cũng được, ví dụ như gần đây cũng được. Cô có yêu cầu gì con rể tương lai không? Chứ cô nói hẳn trực tiếp với cậu đó đi, chứ cậu đó có mê game nhiều khi bỏ con một mình đó. Thì cũng khuyên cho cháu hả, nếu mà lập gia đình thì cũng lo sắp xếp chuyện nhà, bớt chơi game lại. Dạ, chơi game là lúc mà con đi học thôi. Chứ dạ, lúc bỏ mà, rồi. Lúc mà đi làm thì không có chơi game nữa. Tại vì nếu mà chơi game thì không đi làm được. Biết rồi, lo gia đình, lo vợ, lo con vậy đó là quý rồi. Ở dưới Tân Phước có ruộng vườn gì không cô? Cũng có ruộng chú. Làm mấy con ruộng cô? Dạ ba công rồi. Có vườn không cô? Dạ không. À, có làm ruộng nổi không? Dạ, nhà em làm ruộng. Dạ. Nhà em ruộng luôn hả? Dạ, Bến Tre mà. À, cũng có ruộng luôn. Nói chứ Bến Tre ghé ngang Tiền Giang là gần ha. À, đi rồi. Qua sông cái tới rồi. À, rồi cảm ơn cô. Bạn trai đi với ai? Dạ, em đi với chị họ của em mà, hay anh đồng nghiệp của em ạ. Rồi, chào chị. Dạ, em chào MC Quyền Linh. Em chào chị Cát Tường. Chào em. À, dạ, em là chị họ của Việt. Theo em nhận xét bên này thì bé gái bên này thì xinh xắn, nói chuyện rất là dễ thương, vui tính. Còn Việt nhà chị thì đúng theo ý em diễn tả em muốn luôn á. Thì Việt rất là thật thà, sống rất là nhiệt tình với mọi người. Sau chương trình này thì chị cũng muốn là có ai đó giúp đỡ Việt thoát khỏi cái cảnh cô đơn trong nhiều năm qua. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, bây giờ cho hai trẻ gặp nhau ha. Rồi, mở rào. Rồi, nhìn nhau đi hai bạn. Ủa, vẫn còn lạnh hả em? Chào bạn ạ. Mình có một anh em đi, bạn. Anh em đi, nó thân mật. Anh không biết là em có thích qua gì, nhưng... Cảm ơn anh, hoa hồng rất là đẹp. Nhưng mà anh chắc chắn em sẽ thích nữa nè. Gì vậy? À, có cái đẹp dễ thương quá. Ấn tượng đầu tiên về bạn về mình thì bạn thấy anh, em thấy như thế nào? Em thấy anh là một người có cá tính, mạnh mẽ. À, em hy vọng sau này chúng ta có thể bước trên một con đường. Tặng quà cho bạn Nam đi. Mới có tặng cái bó hoa mà hy vọng bước chung con đường rồi. Từ từ cô ơi. Chết con nôn quá. Đó. Đây là một quyển sách nói về hạnh phúc. Hy vọng là anh đọc quyển sách này thì nhớ xem. Anh sẽ đọc không sót một trang nữa. Ôi, nhớ nha, đọc không sót trang nào nha.
Tơi tan một lục anh. Đọc hết cuốn này đi, còn nhà còn trăm cuốn nữa đó. Rồi, con cảm nhận còn trăm cuốn rồi. Dạ, ít lắm anh, vài chục cuốn à. Em rất là xinh xắn. Cảm ơn anh. Nếu mà chúng ta có hẹn hò được đó, thì anh sắp xếp như thế nào? Tại vì công việc của anh ở thành phố Hồ Chí Minh, còn em ở Tiền Giang. Quê của anh với em gần nhau mà. Chú từng anh thường chị quê, mà anh phải về Tiền Giang được mới về Bến Tre. Nói chung là cuộc sống của em thì nó đơn giản lắm. Chỉ cần ai tạo cho em một sự lãng mạn nhẹ nhàng là được rồi. Anh thích con trai hay con gái? Nhưng mà con của em anh sẽ thích. Quá xa, quá sức luôn. Em cảm thấy bối rối khi gặp anh. Anh cũng bối rối khi gặp em. Anh nhớ tên em không? Chết mồ. À, hồi đầu anh nói mà tính anh hay quên. Cho anh một phút nữa. Đó. Chết rồi chưa? Thôi không làm khó anh nữa, em tên là Nguyễn Quế Anh. Anh tên là Việt. Trời ơi, dở ẹt. Không hỏi lại em nhớ tên anh không? Trời, em không muốn làm bạn nữ bối rối như em nha. Trời ơi, dễ thương. Thôi giờ để đỡ bối rối ha. Em gái hát tặng cho bạn trai cái đi cho nó đỡ bối rối đi nào. Em nghĩ là tình yêu rất là diệu kỳ, nên em sẽ tặng mọi người và bạn trai một bài hát mang tên là Tình Yêu Diệu Kỳ. Một đoạn nhỏ thôi, tại em hát không hay, nhưng mà em thích hát. Nhưng hết anh thích nghe em nghe, nghe em hát. Đêm nay em nhớ anh, em ngước lên hỏi sao trên trời, sao lung linh sáng tươi, hình bóng anh trong tim em đó. Ta trao nhau tiếng yêu, nguyện mãi yêu mỗi anh trong đời. Xa xăm trong giấc mơ, người dấu yêu có mơ về em. Anh không biết thì sau vài phút nữa em có bấm chuông hay không? Chuông đâu bấm. Chuông thì sao ghế không? Ở đây làm như Lan và Điệp chứ bấm chuông. Nhưng mà mình đến đây có một cái duyên. Anh thì có tăng động cái duyên đó. Hãy cho anh cái cơ hội được tìm hiểu em, cho anh cái cơ hội được ghé Tiền Giang. Không có cho cơ hội nào cho tên nào không nhớ mà cơ hội gì đó. Bây giờ giờ này nhớ nó khắc sâu. Khắc sâu chưa? Đó, khắc sâu. Cô ấy tên gì? Quế Anh. Tim mình có rung động gì không? Dạ, nó đập loạn nhịp anh. Thấy cô ấy làm sao? Dạ, nhìn thì nó đập nhanh hơn, cố nhìn sao cho đập ít lại. Có thấy ấn tượng gì cô gái này không? Dạ thì em ấn tượng em mà nó đập loạn nhịp vậy ha. Không, cứ nói chung chung. Đập loạn nhịp hoài vậy. Nhưng mà bây giờ nhìn cái cô gái nè, mình nhớ, mình nhìn đi, nhìn thẳng vô mắt cô ấy ha. Bây giờ em ấn tượng gì trên khuôn mặt cô gái ấy? Dạ, mắt bạn ấy rất đẹp ạ. Cô muốn nắm tay cô gái không? Để tôi cầm giùm cho. Nhớ nhớ tại em nha. Ừ. Thôi nắm tay dạ, Hoàng nói như thế nào đó. Thế mình đừng nắm tay em. Dạ, con xin phép được nắm tay bạn ấy. Anh không hứa được gì hết, nhưng mà anh nghĩ là trái tim anh đã đập đúng hướng á. Hãy cho anh một cơ hội. Xỉu giờ đó, thôi cho nó về đi anh. Thôi được rồi, xỉu giờ đó. Rồi đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Thở không à? Thọt cái ngón tay vô cái nút. Rồi, ông bấm để... hồi ông bấm không được cho coi. Một, hai, ba. Hết thời gian. Sao bấm chậm vậy, làm anh hết hồn kìa. Em đó không có ăn. Rồi nắm tay nhau đi. Rồi. Xin mẹ hôn đi. Dạ con xin phép được hôn hôn. Hôn ai? Hôn bạn gái của con. Tên gì? Dạ Quế Anh. À. Lần hai là sẽ khắc vào sâu vào tim rồi, không quên được. Dễ thương quá. Được không cô? Tụi nó xin hôn nhau cô cho không? Không rồi, cậu chưa cho. Ủa không gì? Rồi. Rồi các bạn lo đây là hỏi kia hôn rồi. Hồi đó giờ hôn ai chưa? Dạ có. Hôn ai? Dạ hôn mẹ con. Hôn mẹ hôn bạn gái kìa. Dạ chưa. Nay nụ hôn đầu tiên đúng dạ. Không? Hôn lại đàng hoàng, hôn chậm từ vô từ nha. Hôn lên má. Kỷ niệm sắc sâu vào tim. Hôn từ từ, nắm tay vô. Hôn từ từ, khi nào tôi nói thôi nha. Nụ hôn đầu đời mà đâu có đơn giản đâu. Đầu đời nhưng... Hả? Dạ dạ. Bắt đầu chuẩn bị.
không vô. Không tự... Để đây Nguyên, để đi Nguyên. Để Nguyên hít, hít vô, hít sâu. Nó hút đầu tiên mà. Hít. Đó, thấy chưa?